thương hiệu Robin, nhưng mà máy này là của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nghe cô chú. Đây, Made in Japan nè. Đây, con này là được tum gời luôn nghe cô chú. Ốc nè. Nó là con này là siêu VIP nè. Quá đã, cái tiếng máy nó đã nè cô chú. Cực kỳ phê luôn. Rồi, mấy cái cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Thì lời nói đầu tiên em xin chân thành cảm ơn cô chú đã ủng hộ mấy cái cỏ Minh Kiệt rất là nhiều nghe cô chú. À, cảm ơn cô chú đã đồng hành và tin tưởng ủng hộ em nghe cô chú. Thì clip này em lên thì cô chú cũng ủng hộ em rất là quyết liệt. Nên em cảm ơn cô chú đã ủng hộ em ha. Thì bên em là chuyên bán hàng Nhật Bản nghe cô chú. 100% máy bên em là hàng Nhật Bản. Đó, về rất là nhiều nghe cô chú. Đó, thì cô chú nào hồi xưa giờ chưa từng sử dụng máy cắt cỏ, cứ alo Kiệt ơi lựa máy cho chú, là em sẽ lựa cho cô chú một con máy thật là ok, hứa hẹn với cô chú luôn, lựa máy rất là chuẩn. Tại bên cửa hàng của em là em về toàn là những là máy lựa không cô chú, máy Nhật Bản nhưng mà bên em lựa nghe. Đó, thì hình thức bán máy bên em là em bao ship tận nhà cho cô chú nè, tới nơi thì cô chú được quyền là kêu shipper ngồi đó đợi cô chú khui thùng ra, đổ xăng vô, giật máy, test máy, cảm nhận ok rồi mới trả tiền cho shipper ha. Thì đặc biệt là bên em không nhận cọc trước của cô chú bất cứ một ngàn nào hết, để cho cô chú có sự tin tưởng bên cửa hàng em 100% để đặt hàng bên cửa hàng em nghe cô chú. Rồi, thì những con máy Nhật Bản bên em là hôm nay em có về những con máy 4 thì nữa cô chú. 4 thì GX35 là hôm trước em có lên đó cô chú. Là rất là nhiều cô chú đã ủng hộ em và phản hồi lại là máy xài rất là chuẩn nghe cô chú. Đây, thì đây là đầu máy GX35. Đây, Made in Thái Lan. Đó. Nhưng mà đây là hàng của Hồ Cẩm Đào, nhưng mà hàng loại 1 có dập nổi chữ Honda GX35 trong đây nè cô chú. Đó. Nhờ comment là quay rõ chi tiết cho cô chú xem. Đó, rõ không cưng? Rõ nè. Đó. Thì cái đầu máy này thì em bán cho cô chú là với giá là 1.190.000 nghe cô chú. Đó, cái đầu máy gì nè. Đó, còn thì nguyên một con máy gì đây, có cần có tay lái ga bóp, cưng quay cho cô chú xem. Đó, cần tay lái ga bóp xịn sò hết nè, hàng rất là sắc sảo nghe cô chú. Đây, hàng chuẩn đàng hoàng ha. Đó, hàng loại 1 nghe cô chú là 1.590.000, em bao phí ship tận nhà cho cô chú. Đó, rất là nhiều cô chú đã xài rồi và phản hồi lại là máy rất là chuẩn nghe cô chú. Rồi thì vô giới thiệu những cái món quà tặng bên em luôn nghe cô chú. Đây thì em bao ship tận nhà cho cô chú, em có tặng những phụ kiện này nè cô chú. Đây, một cái chắn cỏ nè, một chắn cỏ, một sợi dây đeo. Đây, một sợi dây đeo là hai món ha. Bữa nay quay hơi trễ nên em quay hơi nhanh nghe cô chú. Một cây tiếp mở boogie. Ủa, cây lục giác đâu hiểu? Đầu lưng anh kìa. Rồi, thì một cây lục giác, cây tiếp mở boogie này có chức năng tháo lắp lưỡi nghe cô chú. Đầu này thì mình mở boogie, đầu này mở ốc tu vít. Đó, bốn món này lúc nào cũng có đi kèm nè. Còn ba cái lưỡi này, đây là một cái ổ cước nè, cắt bằng dây nghe cô chú. Này là gọi là lưỡi cắt bằng dây ha. Đây là một cái lưỡi tròn Nhật Bản, nó sét vậy nè, nhưng mà khi cắt xuống cỏ là nó sáng lên ha. Đây là một cái lưỡi dài, đó, lưỡi rất là sắc bén. Ba lưỡi này thì cô chú được quyền lựa chọn một lưỡi trong ba lưỡi này. Ví dụ như cô chú lấy cái lưỡi cắt bằng dây thì bỏ lại hai cái này. Đó, lấy cái này, bỏ lại hai này. Cô chú mua thêm một lưỡi thì em tính thêm 50.000. Thêm lưỡi 50.000 nữa là tổng combo này là 100.000 nè cô chú. Đó, tổng hết cái này là thêm 100.000 ha. Rồi bên em thì cái mùa khô này thì bên em có bán cái bơm nước luôn cô chú. Đó. Rồi cái gạt cỏ thì bên em cũng có bán luôn, cắt cỏ cho trâu, cho bò, cho dê ăn hoặc cắt lúa bằng cái này 90.000. Đó, bán kèm này ha, bơm nước cũng bán kèm. Rồi thì bên em có bán nhớt khai thì luôn, dòng nhớt siêu hàng chuẩn của em nè. Đó, dầu nhớt pha xăng hàng chuẩn nha. Đây, có cống lường đàng hoàng. Canh này thì em bán 100.000. Rồi vô bán máy cô chú ơi, canh nhớt em bán 100.000 ha. Rồi thì hôm qua là em lên lô quy đó cô chú. Hôm qua em lên lô quy là em bị ế lại một con nè. Hổng gài rất là nhiều cô chú đã lựa máy 4 thì xăng riêng nhất riêng. Mà hôm qua em lên con này mà không biết tại sao nó bị ế. Em cũng biết, bữa nay em giảm giá cho cô chú luôn. Đó, cô chú nào có theo dõi kênh em thì biết. Hôm qua em lên 15 con.
bị ế còn 14 nè. Q14 giá 2.4 triệu, hàng siêu đẹp luôn á. Để chút em quay lại cho cô chú xem nè. Bữa nay là ngày mấy Hiểu? Ngày 28 tháng 3. Ngày 28 nha cô chú. Đây 28, em ghi vô đây luôn, tháng 3 đây. Ký hiệu là, bữa nay em lên lại là ký hiệu, ký hiệu bây giờ hết chữ cái em ghi vô AB đi, AB1 đó. Em giao lưu giảm cho cô chú 200, còn 2.2 triệu đó. Nè cô chú nào có theo dõi kênh em biết ha, Q14 2.4 triệu bị ế nên em giảm còn 2.2 triệu đó. Rồi giới thiệu luôn nè, đầu bò trắng kẹp trắng tinh ha, xịn sò trắng cỏ ghim, tay lái ghim nè, ga bóp mỏ dịch luôn nè, thương hiệu Makita đó. Máy còn rất là đẹp nha cô chú. Đây thì con máy này là xăng ghim nhớt ghim, dành cho mấy chú lớn tuổi nè, mấy cô nữ nè, không biết cách pha xăng pha nhớt thì mua con máy này về, mua xăng xe máy về đổ vô chạy, lâu lâu thay nhớt một lần. Rồi test máy luôn nghe cô chú. Rồi thì con này thì mình chỉ lên ga mình giật thôi đó. Máy rất là chuẩn nghe cô chú. Rồi tắt ha. Bữa nay em quay hơi nhanh nghe cô chú, tại bữa nay em quay hơi trễ quá, em quay hơi nhanh đó, cũng nhanh nhưng mà cũng quay chi tiết cho cô chú nè, tại không nhận cọc trước cho của cô chú đó nên em phải quay chi tiết nè, không giấu điểm nào hết nè. Bình xăng cũng vẫn là bình xăng qua Amago siêu tiết kiệm xăng. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Robin là AB2 đó, thương hiệu Robin Made in Japan ha. Đó, bữa nay quay hơi nhanh nghe cô chú, cố gắng theo dõi giùm em nha. Đó, quay rõ chi tiết nè, bô đẹp nè, máy đẹp ha. Tay lái ghim cần ghim, đầu bò chè xịn sò chống quấn cỏ trắng cỏ ghim, cần ghim tay lái ghim, con này ghim 100%, bình xăng qua Amago siêu tiết kiệm xăng. Rồi giật nổ đó. Máy rất là chuẩn nghe cô chú, bữa nay em quay hơi nhanh nghe cô chú, cố gắng theo dõi nha. Nó nổ chuẩn nè cô chú. Tắt nè. Mấy con máy này thì dành cho mấy chú lớn tuổi nè, mấy cô nữ nè, rất là chuẩn luôn, chừng khoảng tầm hơn 3 kg rồi cô chú. Đó thì con này là ký hiệu AB2, AB2 em giao lưu với cô chú giá 2, nó lộn nè, 1.3 triệu thôi đó, rất là chuẩn nha. Con này có trợ lực nghe cô chú, kéo thẳng dây là chạy thôi, rất là chạy luôn á. Tắt nè đó, chỉ kéo ra là chạy thôi. Rồi kế tiếp là thương hiệu Makita AB3, cũng là bình xăng qua Amago le đỏ tự động, ốc còn 7 màu nè, Makita 20cc nồng 30 ly ha. Nè, có tem siêu tiết kiệm xăng đó, lốc đẹp, bô đẹp, nhưng mà cái vỏ này hơi xấu nha. Đó, mấy chú nào mà không quan trọng cái vỏ thì chốt mấy con này nè. Đó, cái vỏ xấu nên giá nó hơi rẻ. Tay lái ghim cần ghim nè, nói chung máy là ghim 100% hết nha. Nè đầu bò nè, xịn sò nè, trắng cỏ này cô chú. Đó em có tặng cái kèm đàng hoàng hết cho cô chú ha. Đây rồi giật máy cô chú ơi. Máy nổ rất là chuẩn nha cô chú. Đây công tắc sau lưng nha. Đó cô chú thông cảm giùm em nha, bữa nay em quay hơi tối quá, em sợ tối nên em làm tốc độ luôn. AB3 cái chỗ này dán keo dính cái gì vậy cô chú ơi. AB3 giao lưu với cô chú giá 1.1 triệu à. Nó bao ship tới nhà tặng đủ đồ hết trơn, máy là siêu chuẩn nha cô chú. Rồi kế tiếp là AB4, AB4 đến từ thương hiệu Rabbit của Makita luôn cô chú. Đây Made in Japan ha. Đây ngoại hình máy đây, bình xăng siêu tiết kiệm xăng nè, lốc đẹp nè, bô đẹp nè. Ngoại hình nó thì cái vỏ nó cũng hơi cũ ha, mấy con máy thì vỏ hơi cũ gì nè, em giảm giá nè cô chú. Đó bô đẹp, tay lái nè, đó hai bộ tay lái ha, tay lái ngắn với tay lái dài luôn. Đây thương hiệu Makita nè cô chú. Đó đầu bò ghim, đó trắng cỏ thì có tặng kèm. Rồi giật máy luôn đó cô chú, nhớ giùm em bóp vú đóng e lên ga là giật ha, ba thao tác.
máy nổ nó chuẩn nè cô chú, đẳng cấp nè. Bao chuẩn luôn. Rồi tắt công tắc sau lưng nè. À, siêu nhảy ha. Đó. Rồi tắt ha. Rồi AB4. AB4 của ngày 28 nhớ nói gì giùm em ha. Rồi, giao lưu với cô chú giá 1,2 triệu. Bao ship tới nhà tặng đủ phụ kiện có 1,2 triệu cô chú. 1,2 triệu là mình được máy Nhật xài rồi đó. Máy em bảo hành đàng hoàng cho cô chú luôn. Cô chú an tâm ha. Rồi, kế tiếp đến từ thương hiệu cũng là Makita. Đó, cũng bình xăng qua bờ gồ le đỏ tự động. Lốc đẹp, bô đẹp. Đây. Đó, ngoại hình nè. Đó. Tại em không có nhận cọc trước của cô chú nên em quay rất là kỹ cho cô chú ha. Tại bữa nay hơi gấp nên em quay hơi nhanh. Em sợ tối rồi quay không thấy đường. Rồi. Đó, đầu bò xịn sò trắng cỏ ghim. Đó. Bữa nay làm triệt nhìn lại thì trễ giờ cô chú. Bóp vú đóng e lên ga ha. Đó, le đỏ tự động ha. Siêu nhạy nè cô chú. Máy rất là chuẩn nha. Công tắc phía sau nè. Nè. Siêu nhảy ha. Rồi tắt. Đó, máy tầm hơn 3 kg rồi cô chú. Mấy chú lớn tuổi với mấy cô nữ chốt mấy con này đi. Em bao phê luôn. Rồi, AB5. AB5. Giao lưu với cô chú 1,2 triệu. Đó, 1,1 triệu, 1,2 triệu là được con máy Nhật xài rồi cô chú ơi. Rồi, cô chú nào mà ví dụ như không biết cách chốt máy hoặc là nhìn trên đây rồi không biết đường lựa chọn, em lên nhiều quá không biết đường lựa chọn thì cứ alo cho em nha. Rồi kế tiếp là Honda UMK26. Đó, máy hai thì nhưng mà thương hiệu Honda nghe cô chú. Con này là phải nói là bao chuẩn, nòng 34 ly, hành trình bê tông cao nè. Nhà cô chú có 100 công đất thì chốt con này nè. Đó, máy bao đẹp luôn. Honda nè cô chú. Đó, máy còn rất là chuẩn ha. Đây, quay là không giấu điểm nào ha, chi tiết. Tay lái ghim, cần ghim. Đây, đó, đầu bò xịn sò của Honda luôn nè. Trắng cỏ còn quá đẹp luôn nè cô chú. Nè, con này còn quá phê cô chú ơi. Rồi, nhà cô chú nào đất nhiều thì chốt con này nha. Đánh cước đồ đó phê lắm. Tại vì nó bình xăng 2 kim nè. Bóp vú đóng e lên ga ha. Đó. Nó nồng 34 nó chạy chuẩn nè cô chú. Đó, nó lực ghê gớm ha. Rồi công tắc đây. Đó. Rồi AB6. AB6 giao lưu với cô chú giá 2,2 triệu. Bao ship tới nhà, máy nồng lớn nha. Đó, nhà cô chú nào đất nhiều thì chốt con đó ha. Nuôi trâu bò nhiều chốt con đó. Rồi, kế tiếp là AB7. AB7 thì đến từ thương hiệu Robin, nhưng mà máy này là của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nghe cô chú. Đây, made in Japan nè. Đó, nó để tiếng chữ tiếng Anh tiếng Nhật không mà mình không biết được. Đây, ốc còn 7 màu nè, thấy rõ không hiểu? Thấy anh rồi. Đó, bình xăng nè, qua mà gồ siêu tiết kiệm xăng ha. Đây, con này là được tum gời luôn nghe cô chú. Ốc nè. Nó là con này là siêu VIP nè. À, lốc tum nhôm hết trơn toàn bộ ha, ốc là còn len keng luôn. À, con này tay lái ghim cần ghim luôn nè. Quá đẹp cô chú ơi, còn quá đẹp. Đây, đầu bò xịn sò luôn ha. Chân cỏ nó bằng sắt luôn nè cô chú. Chân cỏ bằng sắt luôn. Rồi, ghim chăm chăm ha, con này ghim chăm chăm luôn. Của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nghe cô chú. Rồi, bóp vú, đóng e. Bật ga lên, lên ga miếng. Mình hạ e xuống nè. Nhớ bật công tắc nè, ở đây có công tắc nè, em quên bật công tắc. Quá đã, cái tiếng máy nó đã nè cô chú. Cực kỳ phê luôn. Đó, cô chú nào thích Honda thì chọn AB6, còn thích
Robin thì chọn AB7. Nghe cái tiếng nó phê nè cô chú. Rồi công tắc đây ha. Rồi AB7. Con này là người Nhật sản xuất cho người Nhật xài nghe cô chú. Nên cô chú cứ an tâm mà sử dụng con máy này nè. Thương hiệu Robin rất là nhiều đồ thay thế ha. 2.3 triệu. Con này còn mới, quá mới luôn cô chú. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu Eptin. Đó, hôm qua cô chú nào kiếm Eptin thì bữa nay có nè. Con này FS, công suất nó là 2.500 ha. Ốc còn đẹp nè, nhưng mà con này có bị lỗi cái dàn áo nè, bị gãy cái cọng này nè. Đó, cái cọng nhựa ngay đây nghe cô chú. Nè, em quay là em phải báo gõ nè. Bình xăng nó là qua mà gồ ha. Siêu tiết kiệm xăng nè, bô còn quá sáng luôn. Đó, hàng của Đức nha. Đức nhập Nhật, Nhật xài xong tới mình đó. Đó, Eptin. Rồi, gin nguyên con. Tay lái gin cần gin. Đây, FS 2.500. Đầu bò xịn sò ha, trắng cỏ gin. Con này cũng gin 100%. Rồi, bóp vú. Bật e. Lên ga. Hạ e xuống. Quá hung dữ rồi chú ơi. Nghe ở tim nó chạy một cái phải nói là khủng khiếp. Đó, bao phê ha. Công tắc nằm trên tay lái nè cô chú. Rồi cô chú nào không quan trọng cái ngoại hình, cái chỗ này bị gãy cái cọng mũ thì chốt ha, chứ nó không ảnh hưởng gì tới máy hết, nó gãy cọng mũ thôi. Con này thì hôm qua em lên có con giống gì nè, là 2.2 triệu nè. Bữa nay con này giảm giá luôn, gãy hai cọng mũ em giảm 400.000. AB8 giảm cho cô chú còn 1.8 triệu. Đó, nhanh tay nghe cô chú, hôm qua là mấy chú gọi tin quá trời luôn đó. Rồi AB9 là đến từ thương hiệu Makita. Makita 4 thì đó, 264 nồng 34 ly ha. Đây, con này phải nói là mới như trong thùng luôn cô chú. Makita nè. Đây nè, bô nè. Đó, đẹp long lanh luôn. Bình xăng qua mà gồ le đỏ tự động ha. Siêu tiết kiệm xăng. Nè, tay lái gin cần gin nè cô chú. Nè, 264 ha. Đây, đầu bò xịn sò. Trắng cỏ gin. Con này còn quá đẹp cô chú ơi. Makita nồng 34 ly, bật le, bóp vú, giật, trợ lực luôn nghe cô chú. À, mình lên ga là le đỏ tự động nó tự nhảy ha. Nghe cái tiếng nó lực nè cô chú. À, máy lớn chạy bao phê luôn. À, cô chú nào thích thương hiệu Makita chốt con này. Con này quá đã. Rồi tắt ha. Rồi AB9. AB9 giao lưu với cô chú giá 2 triệu chẳng nghe cô chú. Thường là Makita đẹp là giá 2 triệu ha. Rồi kế tiếp là hôm qua em có một con Echo đó cô chú. Echo hôm qua là 2 triệu tư đó. Đẹp một cái phải nói long lanh. Con này đẹp cũng khoảng 9-10 với con kia ha. Nhưng mà ngoại hình thì nó hơi xấu hơn xíu. Con kia 10 thì con này cũng 9 đó. Đó, Echo có trợ lực. Đây, bình xăng qua mà gồ. Đây, vẫn đẹp long lanh như em hôm qua nè. Cũng là 261 ha. Echo 261. Đó, con này là hai bộ tay lái nè. Đó, bộ tay lái bóp ở đây nè. Đó, em có kèm cho cô chú một bộ tay lái đây nữa. Cô chú muốn đặt con này thì cứ nói tay lái đi em làm cho ha. Rồi, đầu bò xịn sò. Trắng cỏ ghim. Con này đẹp cũng không thua kém con hôm qua nha. Nè, quay chi tiết nè. Đó, không thua kém nghe cô chú, cũng đẹp long lanh luôn á. Nè, có tem Lê Ma siêu tiết kiệm xăng nè. Rồi, cũng bóp vú đóng e lên ga ha. Bóp vú đóng e. Hạ e xuống. Nổ nè, nó lực nè cô chú. Nồng 34 ly thương hiệu Echo ha. Nghe tiếng nó đã nè cô chú. Rồi tắt ha.
Đó, cô chú nào mà thích echo con hôm qua thì chốt con này đi, nó cũng không thua nhiều đâu. AB10. Em giảm cho cô chú AB10. Giảm cho cô chú 1.9 triệu thôi. Đó, giảm 500. Hôm qua là 2.4 triệu, cô chú nào có theo dõi kênh em là biết liền nha. Em là rất thích bán máy đẹp. Còn nó hơi xấu một xíu là em giảm hết trơn à. Rồi, con cuối cùng là đến từ thương hiệu là Mitsubishi TNL231 nha cô chú. Đó, cái tem nó hơi xấu một xíu nhưng mà chất máy là bao phê luôn. Nè, tum gời luôn nghe cô chú, Mitsubishi tum gời ha. Đó, ngoại hình của nó là hơi chốc nước sơn xíu nhưng mà đồ nhôm của nó dễ chốc nước sơn lắm. Nè, tay lái ghim cần ghim nè. Đó, cô chú nào mà thích Mitsubishi thì chốt con này nè. Đó, chân cỏ có tặng sẵn con này kìa, quá chuẩn luôn, có trợ lực ha. Bóp chú le đỏ bật ngang. Cô chú ơi, cô chú nào mà có phát bằng dây cước á, chốt con này đi, con này bao phê cho cô chú luôn, chạy phải nói là đẳng cấp luôn á. Rồi, công tắc nằm sau lưng này nè cô chú, mấy chú lớn tuổi á thích xài mà máy mạnh để cắt cước á, chốt con này đi em bao cho, em để cho cô chú giá rẻ luôn, tum gời luôn mà giá rẻ luôn nè. AB11 là con cuối cùng. Giao lưu với cô chú 1.7 triệu à. Đó. Bao luôn cô chú ơi. Rồi, thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú ha. Cảm ơn cô chú đã dành thời gian theo dõi em vào lúc 6:30 xem hết clip của em. Nếu mà cảm thấy vui cho em xin một like, một cái đăng ký kênh nghe cô chú. Thì cô chú nào chưa từng sử dụng máy cắt cỏ cứ alo Kiệt ơi, lựa máy là em sẽ lựa cho cô chú một con máy thật là ok luôn. Rồi thì địa chỉ cửa hàng em là tại chợ Minh Thuận, huyện U Minh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Số điện thoại Zalo của em là 0944 757 757 hai lần nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô chú.